Hello anh em nhau bạn tàng nữa này các bạn. Tự nhiên vừa nãy tự nhiên tiền nó đúng mình đi chơi. Tự nhiên tới đây mình nghĩ ra mấy anh chơi hay lắm các bạn. Đồ và tự nhiên tiền ngồi sao mình chớ. Anh chơi em vậy em ngại không tiền? Má tự nhiên người anh rung rung nói này xuống đây nói câu chuyện này. Tự nhiên anh chơi em đi chơi anh nghĩ ra mấy anh chơi. Vô đây nói này. Ngồi xuống đi. Thôi em cầm mày anh nói cái nhắn đó này vui này. Về đây. Bây giờ dậy. Mẹ mới. Ý. Giờ gì? Không phải người ta ăn chứ. Mẹ mới thì giờ. Thì ai vậy? Giờ gì quá à? Dũng bè con sói. Dũng bè con sói. Gì bè con sói gì bự vậy? Gì bè con sói gì bự vậy? Nó nè. Bây giờ anh nghĩ ra màn trời. Thì anh nhờ của em để nó rủ em đi uống nước đó rồi anh đi anh chơi em trước này bây giờ anh ngửi thì em hàng trời chưa thì hai mình vậy đó anh thương em thiệt này vì anh thương em như thương cây bằng nó giả vờ thôi mình giả vờ thôi có tôi cứ vợ con nè à đúng rồi xong đầu mình thương thử xong mình thử phản ứng của team mình như thật bữa giờ nó cho anh cũng tức lắm nhưng mà sao chi winner đồ SH đồ phúc SH đồ ông lên rider đồ sao không nhờ chó mày tích mình sẽ quay chó anh thì em thấy cũng mến anh á mến thôi nha anh em mình vô làm clip ơi trời nha em chịu khó chút nha thôi rồi giờ có cho anh đúng nha bây giờ ông bây giờ vô ông thắng mình gọi của em lên vậy đó gặp phải chi quất ở trước rồi phải đồng của em rừng cả mấy nó rừng luôn các bạn giờ chi vậy đi vô đi dài em sợ không tiêu mấy sao vô mấy đường tấu ấm quá anh nói dừng của em rồi chút có điện tia vẫn lên anh em mình thử làm nó thâu chứ cũng có gì hết em hiểu không thì em ăn không em sợ nữa cũng mấy mình đè vừa tấu vậy vừa thiệt anh thích em nha điện này sao với tụi cái vợ con rồi tức là anh nói ngay nói này tiêu chút nữa là anh với em ngồi ra đó từng cám đâu nha thiệt là dè dứt vô đơn của em nó thấy chi anh nó kêu mấy nó lên này nó chỉ đường này giờ tối này nó rủ anh đi ăn xin tố á anh của em giờ đi kêu đâu nó kêu đâu anh mới gọi nó đâu nó đang kêu anh lên tối nay đường nào nó lên nhà anh nó kiếm nó ăn xin tố mà nên giải là nó lên nhà anh không có là anh nói của em chỉ ra chạy thẳng ra được ở đó là gặp anh ôi trời bây giờ từ từ anh đẹp có quay vậy anh em mình giờ đi mình chờ nó đó tụi nó chỗ giờ quen mấy tấu thui mà sợ nó mà che nó làm cho nó biết nếu nó trôi anh nhiều cái leo đường mà ném anh anh ném được dạ anh ném mày biết rồi nhí dài mà nhí được mày Đừng làm gì, của em nó gọi mình lâu dữ đó. Nó gọi lại của em thật cuộc thôi. Làm gì mà chờ lâu quá mà. Giờ em biết đường nào nó không lên nó kêu anh uống cà phê với sữa tố mà anh giải là anh mới trôi mấy này một bữa anh kêu cái nó trời sất anh không mấy anh nói cỡ ra dài lắm đó của anh vui anh nữa nó nói luôn đừng đừng em
Ngày anh hôm nay những kỷ niệm xa vời. Dù năm ủa sao em xuống cái bà cái pin gọi phải không? Bạn có gọi ai vô quá vậy? Ngon quá. Ông cha hay đồng viên gọi thôi mà ông cha hay. Ai ông hai người làm gì đây vậy? Ông là trong cha hay rồi. Quay vậy đi làm sao vậy? Quay vậy bật pin coi phải không? Bật pin gì? Bỏ sao gọi ở đây không? Chuyện riêng tư tao tụi bay tấu rồi sao công việc bây giờ ngủ hết chứ đâu mà đi đâu vậy? Tất cái đèn pin rồi. Cái gì vậy? Em nói yêu anh mà sao chờ ở Trung Quốc vậy? Em nói yêu anh mà sao chờ ở Trung Quốc vậy? Mẹ nó chạy vì sao? Tới cái điện biên quay. Anh làm gì vậy? Anh làm gì vậy? Đồ anh con mà làm gì? Vợ con là anh làm gì anh Quốc? Ở trên tôi đến đây chuyện của tôi nó chuyện điện từ mẫu đó. Gì à? Gì vậy? Đi em chạy. Em điện chị ngăn lên nha. Em điện chị ngăn lên nha. Ngăn chị. Em điện chị ngăn lên. Không gì chị? Thì sao công việc của mẹ đi rồi? Trong công việc tôi rồi giờ tôi công việc riêng tôi. Anh chạy anh quá. Em đây là nở tình nha. Em sợ hạnh phúc gia đình anh á. Đây chuyện trong công việc tôi rồi. Anh thương cho con anh sao vậy? Con này. Ở đây đem. Em bắt đầu đâu vậy? Chuyện của mẹ. Đi về đi. Sao anh đổ chứ em chuyện riêng tư thì sao mấy ông nhiều chuyện như vậy? Mới vợ đâu mà ông còn quen nữa em. Có liêm sĩ cho vậy? Thì ngồi đây đâu có làm gì đâu. Đúng rồi, đẹp như vậy. Ngồi đây nãy dù thấy ôm hai đứa ôm đây. Sao ngồi ôm cái chuyện đó chuyện của tôi? Anh nghĩ gì luôn á? Tình thích như cu vậy? Tình thích như cu vậy? Tôi có kinh nghiệm, hiểu không? Tại sao phải cái này anh chứ Phúc về đâu? Bỏ thui mà kinh nghiệm. Bỏ thui mà kinh nghiệm. Phải không? Nãy giờ tôi nhấn nhờn của em mà nó dẫn đi đường tắt đây là không thấy ông đâu á. Thứ nhất này tôi nói cho ông nghe nè. Nói gì? Tiên á là nó đang buồn. Buồn gì? Mẹ cái người mà đỡ hiếu nhất là người trái đầu. Em cũng trái đầu đi. Sống lâu nè. Ngu dữ em chọn anh. Ông lớn tôi không? Ông kinh nghiệm hơn tôi không? Ông cho tiền em ấy. Có cho tiền em không? Tiền đủ mẹ quê. Không biết ra làm gái sao cho tiền không? Không biết ra làm gái sao cho tiền không? Đồ mẹ cũng dở lắm á, đủ đi trao cho anh em không bao giờ có tiền. Đi ra đi. Đi mà đi đây nè, bây giờ anh ta nói mày cầm tóc tiền. Ôi gì? Ôi giời. Chụp tiền này chuyện của tôi rồi sao? Thích mấy cô lẻ đi. Đồ mẹ cô đẹp trai xứng lấy chuối. Đồ mày những cái thằng như anh chứ Phúc này, đồ mẹ em nếu đồ cái mày nè, tao nói mày cái mối thì thúi, đồ mày nó không nách nữa mà sao ông? Sao không tiền trao em? Mà sao có tiền thì nhà ngươi mẹ đi. Sao đây nhiều. Sao đi nhà ngươi. Ra đi không. Từ từ. Khi khúc dạo đầu phải bè cũng nghỉ ngồi vào được. Bây giờ em xuống em nói vợ anh hả? Đồ anh tự làm. Anh giải quyết đi. Không gọi vợ anh lên chứ. Anh nói vậy chết em thôi. Làm giải nhân thôi. Em gì? Anh là anh em mình thương. Chào em. Sao anh biết vậy? Anh biết không? Chào em biết anh. Anh em mình thương. Nhưng mà hồi nãy giờ mà xấu hơn. Chào em biết anh. Đó là anh này lấy đi chỗ khác rồi đúng không? Đây nói chuyện bình thường. Đi với mày. Hả? Tụi bay là có thú vui của tụi bay đúng không? Thì có thú vui của tụi bay. Đậu mẹ thế cho anh dung dung nhà người kia. Tao mẹ cuộc sống cho tụi tao. Mày cho tụi bay xin dung chi gì cho chuyện. Cái làm nhà tao là tức gì em ở đây. Tiên mà tám nó dính đậu. Ở đây cái thứ này mình đòi cái thứ này là cái thứ dài tay này. Bỏ mặt vô. Cái thứ này là thứ dài tay này. Dài tay vậy. Chuyện nói chuyện tôi. Sao ông xem cái công việc mà sao giải tao không em nói nè mà sao con nguyên sáng không ngầu mà vô chỗ đây tao tấu âm u vậy rồi anh nguyên sáng quen anh nói là gì của anh hiểu đúng rồi cho anh hỏi một chuyện không hỏi tiền chút ôi anh mất cái gì em thích vậy kinh nghiệm em mà thôi anh lên anh lên dùng cái gì vậy đồ mẹ nó kêu dài em xin cái mét dài rồi mà đồ mà chịu được không sao mày đi là giao tiếp mà nói gì mà tính tao nói thẳng mà biết đâu vậy mà còn chi tiết chứ mẹ mày tiền á là nó có cái chuyện gia đình với tiền buồn nó mới chia tay nó buồn hả vậy mà bữa nó xuống nó kêu đâu có buồn anh em mình chia mẹ đủ đỡ cho làm gì làm nó không tỏ tâm sự ai anh mày cõng đi đâu chia mẹ như vậy đủ mẹ chuyện riêng tư tao sao đủ mấy tụi nhiêu chuyện như vậy bây giờ anh đuổi đúng không anh đuổi đúng không em vừa kia tắt cái đèn pin rồi đủ mé mình tụi đây bây giờ mình chạy xuống nhà quá làm đủ vợ chồng coi đi coi em thấy nha mấy thấy chưa bây giờ thấy rồi tôi nói lại nó như vậy nói chữ cho anh làm vậy em nói cái ngày cũng vợ gì anh biết cái đây đi cái gì nó biết vợ anh cái này đâu anh đi vợ em không chấp nhận anh đi vợ đi còn anh lên kia đó gì à cái gì luôn em đi ông có vợ con nào anh gì coi ra đây gì đây gì mày đi vậy mấy tôi vậy để chở tôi đây chở đó có cái chở gì à đỡ cho mấy thằng trái rồi anh cái chở rõ rồi mới trung tình với em chứ anh với em mấy đứa kia tụi mày tao mày mày dưới tao em gái rồi em gái nữa đi đây con có quay đâu mấy mấy này hả tự nhiên đang kéo anh á tụi nó kẹt đúng cái đầu phải là gì đâu kéo rồi con luôn. Đây là hai mình là như là anh em là che chú với nhau tâm sự ông tôi em kéo anh nha làm anh vừa làm che chú em luôn đúng rồi chú là rờ từ
nó bậy mẹ ơi. Chú rồi gì tùy chú ơi. Cái đây là mình là người lớn giải thích cho con cháu nó hiểu, nó rút kinh nghiệm đó mà nó không. Tại sao quen ai quen 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 quốc mình? Không phải là quen. Mà đây nó thiết rồi sao em quen? Có kinh nghiệm. Anh này được rồi. Đúng em đó. Anh chờ anh đừng có nói đâu quá. Cái chỗ công viên không ngầu vô gán cà phê. Bị gì mày ở đây? Đồ mẹ con này không? Đồ mẹ đúng là cái gì ở đây? Châu già thích giảm cơ non vậy? Ông quên cái gì ta? Châu già đúng rồi. Châu già. Không phải, cái con thích xài đồ cũ. Cái con thích xài đồ cũ. Mẹ đúng rồi. Đồ cũ mà ngon, đồ mẹ nhà chàng kê nha, hay nói đồ cũ. Đồ mẹ nhà chàng kê nha, hay nói đồ cũ. Đi về đây. Tiền nó đây không chọn mấy tụi ông thì đi về đây. Sao em về cho sao em vô vậy em đi đi. Về về. Đây nè tôi tâm sự. Dạ. Sự đó mình chia sẻ cuộc sống trong ngành nghề đó. Trở về là thế phúc không đúng rồi. Dạ quyết anh kỹ chưa? Nói chung là đây là cái tình cha con tình ngoại. Quyết anh kỹ chưa? Không phải là tình anh em. Qua có vụ cha con. Nãy về tất cả chồng chơi gì ngon không? Tức gì ạ? Ông tám rồi ông tức cái gì? Đây. Vậy gì ở đây vậy? Đây gì ở đây? Không, đây nè, cái thằng đây chứ. Cái tay tay vậy? Anh giải là không được á. Không chịu cái chị đâu. Không được á. Nói chung là em thì chịu kiến cho anh nhưng mà cái chuyện vợ chồng tôi thì đỡ tôi làm. Đi rồi đi chạy thôi em đi 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 đó. Chờ anh đi coi. Em không có nhiều tiền. Ông ghen trời. Đúng rồi sao chấp. Đi đi đi. Bây giờ đi ông đông chở con xuống đi. Quay cái đi đi cháu không phạt không? Chào chị ông. Đi em mày. Đi ông. Tức cái động cái chứ mày đi mày. Chuyện hai chuyện mày thôi. Lớn to đều. Nó ngon quá không tiêu. Ở xảy ra tiêu. Chủ mày nó tấu quá không thấy cái đường gì hết tiêu. Ừ. Vậy thôi bây giờ nó về đầu thôi anh em mình đi theo hợp. Thôi đi. Chủ. Nó luôn á. Nó giỡn vui chứ đồ mày. Thằng con của gãy mệt dữ vậy. Nãy tao chấu mày lên tao nó bàn mày trước rồi đi làm sao vậy. Nhờ cô em dẫn đi. Đi đâu? Thì chú vậy. Tao chở mày gì chứ đâu. Tiêu nó đi làm sao vậy. Tao nói giờ anh em mình đi. Đi về chứ đâu. Đừng mà đây.